Okay, mến chào cô chú anh chị. Hôm nay là thứ ba 20 tây tháng 2. Phương đang ở vườn của Ngân. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay qua lễ rồi. Hôm qua ngày President Day có rất là nhiều người có sinh nhật. Happy birthday cho mọi người có ngày sinh nhật của President Day ha. Chúc mọi người được sung sướng như tổng thống ha. Chúc mọi người giống như Hương vậy, ngày hôm qua sinh nhật mà mắc lo rinh cây dọn cây không à. Hương cũng sinh nhật ngày hôm qua, ngày President Day. Cũng có rất là nhiều người khách có sinh nhật trong ngày hôm qua và tuần vừa rồi. Thì Happy Birthday tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi sinh nhật vui vẻ. Hôm nay Ngân sẽ review một số cây sau cơn mưa. Thì có một số cây mới về, một số chậu mới về, Ngân sẽ báo giá. Mọi người follow up với Ngân ha. Để coi Ngân báo giá và mọi người coi thích cái gì thì để cây đó. Cây này Ngân bán rồi, nhưng mà Ngân còn một cây giống như vậy. Đây hai cây, cái cây lớn trong cái chậu màu xanh thì đã bán rồi. Còn cái cây trong cái chậu màu hồng. Dạ, cây đó là một cây rare. Cho nên là cây này Ngân có, nhưng kêu giá là 340 nha. 340. 340, cái này hàng ba có nhiều giống như trong một cây ha. Vừa hồng giang, vừa chinasus, mà vừa cả incantin nữa. 340 nha, cây này có rễ rồi. Cây này là hàng hiếm ngay, cho nên là nếu mà hết rồi thì sẽ không có hàng đâu. Rồi, ok. Bây giờ Ngân sẽ sau khi mưa thì còn lại những cây này. Cây này thì Ngân thấy sau khi phun mưa mà nó vẫn tươi tốt, mà rất là đẹp. Nó đang lên màu nữa nha mọi người. Cây này là Ngân để mọi người 100 nha. Quá là hơn rồi. Nó là hàng ti cấp Fiesta mà cánh dày nha mọi người. Nó đang lên nè. Cánh rất là dày nha, cây này 100 nha, dáng rất là thụ. Nó dáng hoàng quạo, cây này có rễ hết rồi cho nên mọi người trồng không sợ chết nha. Nếu mà luôn đây luôn cây luôn chậu Ngân để 130 đồng. Còn cây ón đi là 100 đồng ha. Ngân tặng cho hai cái single head. Tại vì trong cái chậu này nó có một cái lọ, nó có một cái vạch cắt cho nên Ngân thêm. Nhưng mà cô chú anh chị về có thể lấy hai cây này trồng dưới đất ha, cho nó lên thành hai cây mới. Còn cái màu này thì rất là hiếm nha, cánh dày. Rồi 100 đồng cái cây này ha. Rồi Ngân có cây này. Cây này Ngân gửi cho mọi người là 90. 90 đồng. Cái chậu 40 nữa là 130 đồng. Nguyên cây nguyên chậu. Có 130 for the whole. Cây này là hàng chùm của cây này. Cái cây này là hàng chùm của cái cây bên đây. Yes, nhưng mà cái cây crack này được một cái là nó có nhiều sự đột biến của nhiều giống cây trong một cây. Cho nên là nó đặc biệt hơn cái cây bên đây. Ok. Thêm bonsai nên dáng đẹp. Thì hiện tại nó có rất là nhiều cái hàng chùm. Thì trong đây có cái crack này con thấy nó rất là đẹp. Nếu mà ai mà thích cái dáng mà thụ mà rất là bự, cây này bự lắm mọi người. Một thân cây 2 năm rất là dài, rất là thụ. Cây này Ngân để cho mọi người wow. Ôi mà cái này chủ nó đẻ baby mọi người ơi. Nó đẻ baby nè. Một cái baby, hai baby, ba baby. Oh my god, 4 baby, 5 baby. Cây này sắp sửa đẻ baby rất là nhiều, ra cái trân nó là nó sẽ rất là đẹp nha. Cây này để cho mọi người là cây only nè. Trời, bên baby 2 cũng ra baby luôn. Cây này lấy luôn cây trong chậu giùm em đi. Nè. Thấy không? Okay, baby nè. Baby mọc từ luôn. Mà khi mà baby nó mọc lên nó sẽ rất là đẹp mọi người. Cái này để cho mọi người là 500 cái cây không nha, cái chậu. 500. Cái chậu 50 nữa là 550. The plant 500, the pot 50 hả? Dạ $50 cho cái chậu 550. Cái này nó lên màu đẹp. Còn bé này thì chưa lên màu hết. Cái này để mọi người 80. $80 50. Cái cây sunbird đó nó lên màu đẹp lắm mọi người nha. Em thấy mọi người đừng có xem thường mấy cây sunbird nha. Sunbird lên màu đẹp lắm đó. Em có chị Hương quay sunbird nó cần thời gian để mà bắn rễ đó.
nè mọi người. Vô làm thôi coi chừng gãy á nha. Ôi dạ. Nó thấy rồi, để vậy đi. Không phải, nó cần phải rồi. Ok. Đây, cái dáng của nó đây. Một bên là cái thân đột biến, nó có một cái chùm bông. Cái này con để cho mọi người là 100 đồng ha. Quanh hơn rồi. Cái này vừa fresh mà vừa bông thường nha, rất là đẹp nha. Mà màu nhu lâu rồi, cái màu lên cưng. Ra đó mọi người. Cái này để mọi người 100 đồng, cái này được không? Của Mỹ ơi, đằng sau nó cũng sẽ rất đẹp. Nếu như ai mà muốn lấy cái cây này thì nói Ngân, để Ngân sẽ quay ra đằng sau cho mọi người coi ha. Ngân thì Ngân thấy những cái cây sunburst nó lên màu đẹp lắm mọi người. Rồi, ai mà interested thì nói em thì em sẽ lấy cái cây xuống quay mình đặt phần sau cho mọi người ha. Okay. Còn cây kế bên em cũng rất là đẹp. Cây màu đỏ phải không? Cây màu đỏ thì đẹp lắm mọi người. Okay. Cây màu đỏ này là 450 mọi người ha. 450. Cái chậu 45 đồng nữa. $45 for the pot. Cái cây này là màu đẹp lắm mọi người. Cây này đang lên đẹp. Cái vườn cũng luôn á. Ô, cây mình đẹp trái. Có hình trái tim dễ thương lắm mọi người, cây đó đẹp, cây đó phải thay chậu khác chứ. Hình trái tim, cái cây ngoài cùng đó. Cây có bông hoa hướng dương, hai cái bông hoa hướng dương. Ok, ok, thấy rồi. Thu hăng rồi cho cái rất cây này. Cây đó dày lắm mọi người. Cây mà trong cái chậu có hoa hướng dương. Dạ, dày lắm, rất là dày mà cái màu nó đẹp lắm. Yeah. Rồi còn cái cây màu đỏ xuống dưới là 120. 120 for the middle. Còn cái cây đó màu... là su dâu. Còn hai cái cây màu hồng. $120 for the plant. Dạ, luôn cây luôn chậu là 150. $150 each. Và quay sơ sơ cái vườn của Ngân thì hôm qua trời mưa thì Ngân cũng cũng đổ cũng hai ba chậu. Hai ba chậu. Thì trong đó có cây cây này thì ok, không có bị, chỉ bể cái chậu nó thôi. Bị bể cái chậu thôi mà nó khi mà bung ra thì cái rễ nó quá trời nhiều luôn, mà cái dáng cũng đẹp nữa mọi người. Cái dáng của nó rất là bonsai, nhìn cái bộ rễ của nó nè. Nếu mà mọi người mà biết chơi bonsai, mọi người trồng á, lồi cái bộ rễ nó ra là nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Đó. Ngân có let me see, Ngân có nhiều chậu mới về đó. Phan phan chút nữa chậu nó riêng đi. Đúng chị hả? Cũng được. Cái này bự nhưng lắm mà, nha mọi người, cái chậu này. Nhưng mà cái chậu hình như hơi nổi hơn với nó. Nổi hơn với nó hả? Nhìn thấy cái chậu không thấy nó. Vậy ok, vậy mình chơi chậu khác. Lấy cái chậu cái màu chìm chìm chút. Ok, cái này đẹp nè. Cái này nó đúng luôn bonsai đó. Ôi, nó đúng luôn đó. Ngân nhưng mà có cái phải phải lấy cái rễ nha. Dạ, mọi người coi. Cái chậu này Ngân ship được nha mọi người. Đó. Cây này luôn cây luôn chậu tính mọi người 200 chẵn nha. 200 for the whole set. 200 chẵn, luôn cây luôn chậu và tính. Cái này anh mấy anh chị về trồng thì từ từ cái rễ nó lan ra hết cái chậu. Hai coi chừng cái gãy ngã. Dạng bonsai á, đẹp lắm. Xanh đúng rễ đi chợ. Ok. Thu hăng rồi cho hết vừa cây vừa chậu nha mấy anh. Sống tham nó lộn giá. Nó sống tham bị gì nó lộn giá. Cây đẹp quá. Thì giá xuống rất là nhiều cây. Ồ, cái cây này nó màu đẹp ghê. Thích lắm. Xin nhờ. Đẹp chưa? Đèn chanh. Xay 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 cái mặt nó qua chút. Đây, cái này nó lên màu vàng chanh. Nó là hàng va mọi người. Thì mọi người lúc đầu mình nhìn thấy màu xanh mình tưởng là nó là xanh lè, nhưng mà không. Nó là hàng va thì từ từ cái va nó show off ra ha, thì nó lên cái màu vàng, vàng chanh như vậy nè. Nó sẽ rồi xong rồi có nắng lên nó sẽ có chính giữa một cái chảy màu hồng. Khi mà có nắng lên thì một nửa cái vàng chanh này nó sẽ biến thành màu hồng. Chắc mọi người không tin đâu ha.
thì đó, nhưng mà mọi người phải thấy cái lá nè, mới đầu nó là xanh, cái xong lên va thì nó biến thành màu vàng, cái xong lên khi mà có nắng lên nữa nó biến một nửa vàng, biết rồi, một nửa hồng. cái màu này nè, nửa hồng nửa vàng. Cái này nè, bên đây nó ra màu hồng, bên đây nó ra màu vàng. Dạ, cây này đẹp lắm mọi người, cây này đỡ mọi người 100 nha, cây này khổng lồ rất là bự. Quanh hơn rồi. 100. Nhưng mà khi mà cái lá màu xanh này nó go quay đi rồi á thì cái lá cái nhụy vàng nó hiện lên và ba nha. Mà nó vừa vàng vừa trắng mà còn vừa hồng nữa nha, cây này có ba màu nha. Vàng, trắng, hồng, rất là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới cái cây trong vườn. Đi qua thì trời mưa thì cái cây này nó yếu thì nó không chịu, chẳng hạn như cây này nó non quá thì nó sẽ không chịu nè. Nó sẽ bị úng như cây này non, còn cây này già thì nó chịu được nè, thì nó ok như cây này già nè, cho nên nó chịu được cái trời mưa, nó trở nên tươi tốt hơn, tại vì nó cái thân của nó rất là cứng cáp, nó rất là già, cho nên là nó thụ, nó chịu được mưa, và bây giờ nó đang chuẩn bị đổ qua màu, mà cây này sẽ đổ qua màu đỏ tiếp. Cây này Ngân để cho mọi người nè, cây này chịu mưa chịu gió thì... còn cây này thì không chịu mưa chịu gió nè, mọi người nhìn thấy hai cây khác nhau không? Ngân appearance cho mọi người, tại vì xây cái mặt cái chậu bên đây lại. Ngân là người bán cho nên Ngân không thể nào để cho mọi người bỏ tiền ra để appearance những cây bự, nhưng mọi người sẽ rất là sợ. Nhưng Ngân là người bán, Ngân cũng muốn có cái kinh nghiệm những cái cây ở ngoài mưa thì nó sẽ như thế nào. Ngân hy sinh là Ngân sẽ bị chết một vài cây, nhưng Ngân chấp nhận, Ngân muốn biết rằng là cây nào có thể chịu được trong mưa và cây nào không chịu được trong mưa, cây nào có thể chịu nước được, cây nào không, và cái thân nó là thân nào là chịu nước được và thân nào là thân không. Cái này kinh nghiệm này mình phải bỏ bằng tiền, tại vì Ngân hai cây Ngân đều bỏ ra cho ngoài mưa hết. Ngân muốn biết rằng là cái nào là nó sẽ chịu được mưa và cái nào không chịu được mưa. Thì đây là một cái ví dụ cho của hai cây cùng một giống, nhưng á, cái cây này nó ngoài mưa nó còn xấu, lý do nó dày thân thụ, nó dày nó cứng cáp thì nó vẫn ok, còn cây này nó ốm yếu hơn, thấy không, nó ốm yếu hơn thì nó không sẽ không chịu được cái mưa nên nó bị úng, nó úng khúc này. Nhưng mà khi trường hợp nó úng cái khúc này, Ngân sẽ cắt cái khúc này đi và Ngân mang nó vô mát, xong rồi Ngân trồng lại từ đầu ha. Giống như cái khúc này bị úng là Ngân sẽ cắt nó đi, khúc này úng Ngân cắt nó đi thì Ngân mang vô cho mát, Ngân trồng lại từ đầu. Còn cái khúc này của nó còn nguyên si thì nó còn nguyên si ha. Đó là trường hợp mà cây nó đã bị hai cây ngoài trời, cây này cũng vậy. Vậy nó giá luôn đi. Cây này là... Ngân để cho mọi người là 700 đồng nha, 700 đô. Sao rồi. Cái chậu thì có bán cái không? Chậu 50 đồng nữa là 750. Sao văn thân rồi, 54 đồng. Cái này rất là bự mà màu của nó lên đỏ tím. Đỏ okay. Tím nha. Đỏ tím, một năm có khi lên đen, có khi lên đỏ tím nha. 150 đồng. Đấy, cái cây xanh bên đây. Cây xanh này thì nó đã quá già rồi, cho nên nó chịu mưa được mọi người. Cây này nó già rồi. Già quá rồi. Nó quá là già rồi. Cái trùng nó dày lắm, nó già lắm rồi. Cho nên nó chịu được. Tôi nói mọi người để trong cây bự, trong cái bánh xe để mình dễ đẩy á, nó lại như vậy ha. Cây này rất già, rất là thân thụ. Cây này đâu có bán đâu. Có không? Cây này collection. Còn cây này cái khúc dưới này á, nó là một cành non, cho nên Ngân tước nó đi để Ngân giữ cái bao bì ha. Ok, cây này cũng già lắm rồi, cho nên nó ok, nó già lắm rồi. Thì để mình giữ dáng thì mình hay trim đi những cái cành non đi ha. Ai muốn lấy cái giống cây này là nguyên khúc này bonsai nè, trồng xuống ngang vậy thôi là đẹp rồi. Trồng vô cái chậu bonsai là vậy đẹp ha. Cây này để cho mọi người là 40 đô ha. $40 từ cây mẹ của Ngân nè. 40 đồng ai muốn có giống màu xanh. Khúc này dễ lắm, trồng xuống dưới đất là lên ha. Cứ như vậy nè. Đó, cứ như vậy là lên ha. 40. Ngân còn một cây nữa nè. Cây này luôn cây luôn chậu là 190 nha. 100 này thì ở đây hôm qua trời mưa cho nên là mấy cây này thì nó nằm ngoài mưa, tại vì nó có rễ rồi. Hôm qua Ngân phát hiện là một cây rất là đẹp, rất là dễ thương. Đây,
này. Hôm qua phát hiện ra super cute luôn. Cây này tên là Winsen Variegated, mà hàng ti cấp. Cây này để cho mọi người là 95 đồng cái cây ổn liền nha. $95 cái cây này. Cây này là hàng rare, hàng hiếm, ít khi nào gặp lắm. Cây này để cho mọi người 95 đồng cái cây, credit nha. Và còn cái post này là 30 đồng, của Hàn Quốc, có chữ Cory đàng hoàng. Chữ này cậu đưa, cái này là post dày, post rất là dày ha. Còn ở đây luôn có cây hồng trang tí hon rất là dễ thương, dáng bonsai. Cây này để cho mọi người là 80 đồng ha. Hồng trang tí hon kêu lắm, 80. Ai mà muốn mua cái cây mà có nhiều màu, ở đây luôn có cây mà nhiều giống nha. Cây này cũng để ngoài mưa ngoài gió được nè. Hấp môn giữa Big Bang nè, Big Bang mà nó có like với lại Impending Inferi, đỏ hồng tím không, có rất là nhiều màu. Rồi có thêm cả hồng gian ở dưới cho Big. Cái này nó sẽ lên, nó muốn nó lên màu đẹp giống như cái cây hồi nãy $600 vòng beginning đó. Thì cây này để cho mọi người là 180 đồng cái cây ổn liền ha. 180 đồng cây rare nha, 180 đồng. Cái chậu là 40 đồng nha, cái chậu này là hàng handmade của Korea, 40 đồng. Cây này là quý. Còn cây bên đây thì 150 nha. Cây này 150 nha, cái dáng nó nhỏ hơn chút. 150 đồng. Cái chậu 30 đồng nữa là 180 đồng. 180 for the whole set. Mấy cây này là có rễ hết rồi cho nên mọi người không sợ nha, tại Ngân đang bỏ nó ở ngoài mưa cho nên là nó nếu mà nó hư á người ta úng rồi. Cùng trong mưa với nhau mà cây nào nó hư thì nó sẽ ra như vậy. Giờ là mình biết là nó bị úng mưa nè. Đây là cây Chanel rất là khó trồng. Cho nên là Chanel á, khi mà mọi người trồng á, chưa có rễ, mọi người bỏ trong trong máy hiên giùm em. Để khi nào nó cứng cáp lắm rồi mọi người mới mang ra ngoài giùm em nha. Tại Chanel rất là khó trồng ha. Thì khi mà có rễ rồi thì mình mới mang nó ra ngoài nha. Còn không là nó sẽ bị úng giống như trường hợp của em. Cây này mới quá mà em bỏ ra ngoài mưa thì nó bị úng như vậy đó. Đây là cây Chanel. Thì một cái cây mà nó không chịu mưa và chịu mưa mà nhìn biết liền à. À, đây cũng là một cây khó nè. Cây này cũng khó nè. Cây này cũng úng nè. Tại vì nó cây này cũng là một cây quý hiếm rare nè, mà nó không chịu mưa mọi người. Nó không chịu mưa thì mình như Ngân vậy là Ngân sẽ cắt ra. Ngân cắt ra, Ngân phơi khô, Ngân trồng lại ha. Ngân cắt ra rồi Ngân phơi khô, Ngân trồng lại thì cái khúc này của Ngân thì nó còn sống thì Ngân nuôi được nè. Khúc này còn sống Ngân nuôi được, Ngân cắt phân nửa luôn nha. Cắt hết, xử lý hết phân nửa khúc này luôn. Để em lấy cái kéo cắt luôn. Cái kéo nãy chỗ đó đó. Đây. Sẽ có cách. Các anh chị cô chú chắc sẽ gặp trường hợp giống em nhiều lắm. Tại vì bây giờ trời mưa mà. Trời mưa mình sẽ bị cái trường hợp mà cây nó bị úng ha. Thì đây là cái cách mình xử lý, mình cuốn cái cây của mình ha. Thì mình nó úng đen chỗ này, vẫn còn đen thì mình cắt tiếp ha. Mình cắt tiếp. Em thì mình giữ được cái phần này càng tốt cũng sao hết. Mình giữ ha. Cắt cho tới khi nào mà nó xanh như vậy, nó xanh như vậy thì ok. Còn có chỗ này nó đen là cắt tiếp. Đó. Đó, cắt khi nào mà mình thấy nó còn màu xanh như vậy là mình cuốn được cái cây của mình ha. Mình phơi khô cho em khoảng tuần luôn. Phơi khô một tuần luôn hoặc là một tuần luôn nha. Tại vì mùa mưa này thì mình cứ phơi khô một tuần cho em. Mình để cái cây mình ở trong chỗ ráo, mình treo lên. Mình phơi khô nó như vậy để không bị nhiễm trùng á. Cái xong rồi mình trồng nó xuống là nó sống lại bình thường nha mọi người. Thì cái cây này mình khi mà mình trồng nó xuống đó, thì mình giữ lại được cái dáng của nó. Mọi người cho nó nằm nghiêng vậy, nó thành là dáng đổ. Thì cái cây nó trở thành một dáng đổ, mình cứu được cái cây này ha. Còn trong trường hợp cái cây mà hồi nãy là cây này thì hồi nãy nó cũng bị gãy nè, nó bị nứt như thế này. Nhưng mà nếu như mà em á thì là em trồng nó together với nhau luôn là như vậy thì nó ok. Còn nếu một cô chú anh chị nào mà muốn giữ cho cái dáng đẹp thì mình cắt luôn ha. Mình cắt luôn, để khô mình trồng thì nó ra khúc này.
nó cũng đẹp ha. Nè, như vậy nó cũng ra bonsai rồi. Rồi cái này ha, cái này để cho mọi người là 30 ha. Còn khúc này để cho mọi người 10 đồng nữa là 40 ha. Nếu thì cứ gắn đi together giống như em sẽ cắt luôn. Em cắt luôn đi. Đó. Đó, cái này là 40 đồng ha. Đó mình gắn về. Rồi cái này mình ghép qua bên phía bên này. Ha, là nó sẽ đẹp ha. Rồi cái này nguyên đống này là 40 đồng ha. $40. Rồi còn bây giờ cái cây Chanel. Đây là cái cây Chanel nó bị úng, úng mưa. Mỗi một lần mưa á. Ồ, cây này cũng có rễ nhưng mà nó bị úng mưa ha. Tại vì Chanel khó trồng lắm. Cho nên Chanel mọi người nên mua lúc nào em cũng cố gắng trồng có rễ rồi em mới bán cho mọi người á. Tại vì nó khó trồng phải không? Cắt hoài mãi mà vẫn thấy úng vậy là không thể cứu được rồi. Cây này là chết rồi nha. Cây Chanel là chết rồi. Để coi có cứu được khúc trước không. Không được. Ồ, cứu được khúc này ha. Cứu được khúc này còn xanh ha. Cứu được khúc này phơi khô cho em. Phơi khô cho em nha. Còn cái khúc này à, để coi. Nào, khúc đó cái trái vậy. Cứu được khúc này. Thì hết cái cây này mình trồng một khúc này đi thì nó cũng lên bông ha. Đó là mình được hai khúc. Mình cứu được hai khúc nha. Mình appearance vậy mình trồng rồi còn hai cái single head này mình được hai cái single head thôi. Nó cũng ra rễ thôi nó biến thành hai cái single head mình bán 20 đồng hết. Mình bỏ Facebook mình bán 20 đồng hết ha. Đó 20 là 40. 40 cái này mình mà cứu được mình bán 30 nữa là 70 cái khúc này mình trồng làm cây mẹ nữa là mình được 80 mình gọi là vốn ha. Đó là cây này coi như gọi vốn. Nếu như còn lớn nó còn đẹp hoàn mỹ mình có thể bán được 150. Đó. Đó em phơi khô nha, em sẽ phơi khô nha. Để vậy phơi khô thôi. Đó là trong trường hợp giống như mọi người sẽ bị một cái cây này. Ồ còn cái custard. Mấy cây custard nè. Mấy cây custard nó không có chịu mưa mọi người bỏ vô trong mát giùm em nha. Cây custard này thì nó cũng xìu xìu ở nển nhưng mà nghĩ là không có thích mưa đâu nên là mọi người bỏ custard vô trong mát giùm em. Tại vì custard không có thích mưa. Còn đây là cây sunburst, cây này sẽ lên rất là đẹp. Nó thích mưa. Nó lên màu đẹp đó mọi người, cho nên mọi người để nó ngoài trời được. Nó rất là thích mưa. Cây Medusa cũng fresh thịt mà cũng thích mưa lắm. Nó cũng ok với mưa luôn. Thấy không? Nó cũng ok, nó vẫn còn sống. Rồi mấy cây Diffusion hoặc Vinwood đó này nọ cũng ok lắm, dễ dàng lắm. Cây này để mọi người 70 nha. 70. Ồ em có một cái cây hôm nay em thấy cái cây này. Cái này là pin Halloween á. Pin Halloween ha. À, mà hình dáng hình trái tim rất ư là dễ thương luôn. Dáng của nó hình trái tim luôn nè. Một cái đầu heart, có mấy cái lobster kế bên nhỏ nhỏ nè. Cái này để cho mọi người là 130 đồng ha. Hình trái tim. Valentine qua rồi nhưng mà mình cái dáng hình trái tim ít khi nào mình gặp lắm mọi người. Rất là cute ha, 135 đồng. Cho cái cây ống liền nha. Còn cái chậu 10 đồng ha. Mọi người mà muốn mua cái chậu này 10 đồng á, khi mà em bán cái cây đi rồi á thì cái chậu còn available em sẽ tag cho mọi người tới lấy nha. Chứ không phải là em không muốn bán cho mọi người cái chậu 10 đồng ống liền, nhưng mà ví dụ như em bán cái cây rồi, em còn cái chậu, mọi người muốn mua cái chậu cứ tag em mà em có cái chậu available là em gửi em đưa cho mọi người liền ha, là em nhắn tin mọi người tới pick up giùm em cái chậu 10 đồng ha. Rồi, còn lúc mà nó chưa có bán cái cây á thì thông cảm giùm em chưa có bán cái chậu được ha. Tại vì mấy cây trong cái thời gian này nó mưa cho nên không có muốn di dời cây ra. Ồ mình có cái cây sunburst này rất là đẹp. Cây này nó thích, nó ok với mưa được rồi nè. Cây này ok với mưa được đó mọi người. Mà dáng cũng đẹp nữa mọi người. Hàng va nha mọi người, cây này để cho mọi người 100 đồng nha. 100 đô la 100 đồng. For the plan only. Yeah, the plan only, đừng xem thường mấy cây này nha, mấy cây này nó màu đẹp lắm á. Cái lúc chậu nha. Cái chậu này là 20 đồng nha mọi người. $20 for the pot. $20 only ha. Trời ơi, cây này mà lên màu chắc đẹp lắm mà giá khác nha. Bây giờ nó chưa có lên hết thì giá còn 100 nha, mà nó mà lên lại nó lên 150 nha. Còn cây này thì cây này là bonsai chuẩn luôn nha. Để cho mọi người coi. Khi mà cái bông mà nó nhỏ nhỏ xíu xìu xìu á, mắc tiền hơn cái bông bự. Cái bông mà nhỏ xíu xìu xìu mắc hơn cái bông bự nha mọi người. Cây này để cho mọi người là 90 đồng cái cây crack nha. Cái chậu không có bán.
ok ai mua cây mua chậu luôn thì là 120 nha. 120 for the whole set. Cây này cũng rất là đẹp. Trong hai cây thì mỗi cây mỗi dáng, cái này dáng đổ nha, cây này là the V. Cũng hàng va vân đỏ nha. Thấy không? Cái vân đỏ nằm phía dưới nè, máu đỏ nằm phía dưới hàng va. Cây này dáng đổ, cây này để cho mọi người là cái cây không là 90 đồng. $110 for the whole set. Ừ. Hai cây mọi người thấy khác nhau không? Cái này là dáng teacup. Cái này là bông tròn teacup. Cái này cái mẫu lên đẹp lắm mọi người. Nó muốn cái viền hồng đẹp lắm á. Teacup mà dáng bonsai nhìn rất là thụ. Nhìn thụ lắm. Em làm thấy cái dáng này đẹp. Bông muốn lên viền hồng cực xỉu, cưng xỉu. Okay. Dáng đẹp mà có râu nữa, râu thụ. Q. Mấy cây sinh bớt á, nó lên màu dễ thương lắm, em lấy cho trong vườn á, lên màu đẹp lắm mọi người. Dễ thương lắm luôn á nha. Cây này có giá là 250 đồng. 250. Mấy cái này của Paris. Sau ha, bây giờ mình sẽ quay sơ sơ ngoài trước. Đại loại là mấy cây này hình như ô mình có cây sỏi. Ngày mai hết mưa không chị? À. Dạ, hết mưa rồi, hôm bữa mưa nhưng sợ quá bỏ ba xuống. Giờ hết mưa rồi bỏ ba lên. Tại vì mưa thì bỏ ba xuống dưới đất. $95 for the plant ha, the pot $30 nha. Đó, mọi người thích cái chùm này là thì lấy giùm em nha. Ô cây này lên màu đẹp quá. Cây này lên màu đẹp hồng quá đẹp. Hả? Mua những hộp luôn ha. Ôi vậy thôi, ngoài nhau đi. Achi. Ok, bây okay, giờ mình đi tới trở lại mấy cái achi nha. Tại nó nhiều hộp hơn rồi. Khi cho video khác nữa. Ok rồi, giờ mình